Ông này ông có cái nút ruồi y gan mình. Đúng rồi, ông ở bên này. Từ nhỏ là con có một cái nút ruồi rất là to ở trên chỗ mà cái khóe mũi đây nè. Con khóa rồi. Còn kiểu như là mình hơi ấy cho nên là con khóa. Xong rồi con gặp ông này thì thứ nhất là con thấy là có nút ruồi giống mình ngày xưa. Khi mà gặp vợ con á thì con không có định lấy vợ. Con tính là làm như vậy rồi báo hiếu cho ba má thôi. Bây giờ mình nói cái hôm mà tự nhiên nó dựa vô xong rồi nắm tay mình á, là biết là cái điện cỡ bao nhiêu. Chắc cũng cỡ sấm sét, chắc cũng cỡ sấm sét. Thì con đi mổ mắt, chồng con là cái người dẫn con đi lên, ba mẹ con lên Sài Gòn. Nó xong rồi chồng con là người dẫn con, ba mẹ con là qua bệnh viện rồi mổ mắt, rồi chồng con lo cho con từ A đến Z luôn. Là chồng con bỏ hết công việc là đi về quê của con để chăm sóc con gần 1 tháng trời. Phú Hậu, con quê ở miền Trung Phú Yên. Con năm nay 30 tuổi. Dạ, con hiện tại đang làm diễn viên tự do. Dạ, con xin được gửi lời chào đến chú Quốc Thuận, cô Hồng Vân cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Dạ, con tên là Lâm Dung và hiện tại công việc của con là về MC cũng như là về diễn viên giống như chồng con. Giọng đẹp mà tròn vành rõ chữ. Hình như là con đang có tin vui phải không? Dạ, trộm vía. Được bao nhiêu lâu rồi con? Dạ, được tầm 2 tháng rồi đó cô. Chúc mừng, rồi, vậy là chúc mừng nha. Rồi. Bây giờ kể cho chú nghe đi cái câu chuyện mà ngày đầu tiên các con gặp nhau nó như thế nào? Nếu mà nói về cái ấn tượng cũng khá là tê ê mắc cười. Đối với con là ấn tượng với chồng con lần đầu tiên rồi. Nhưng mà chồng con thì không ấn tượng gì với con hết trơn. Thôi con cứ nói về ấn tượng của con đi. Kiểu ví dụ ấn tượng như con thì ấn tượng không phải là ấn tượng là hết đâu. Mà là ấn tượng là, thôi ông này ông có cái nút ruồi y gan mình. Cái nút ruồi ông ở bên này. Từ nhỏ là con có một cái nút ruồi rất là to ở trên chỗ mà cái khóe mũi đây nè. Con khóa rồi. Còn kiểu như là mình hơi ấy cho nên là con phá. Xong rồi con gặp ông này thì thứ nhất là con thấy là có nút ruồi giống mình ngày xưa. Rồi cái thứ hai nữa là con với ông cách tinh chung một địa điểm. Tại vì trước giờ công việc của con là về MC, con không có làm bên diễn viên. Mà cái lần đó là cũng cái duyên sao á, cái bắt đầu cái con đọc một cái bài viết đang tuyển diễn viên. Thì con cũng muốn trải nghiệm một cái lĩnh vực mới. Và thế là bắt đầu con mới đăng ký vô công ty đó con casting. Và cái ngày đầu tiên con casting là con gặp ông này. Là lúc đó là có con với ổng thôi à. Tại vì hôm đó là casting nguyên một ngày. Mà sao mà vô cái là có con với ổng. Cái bắt đầu con làm trợ diễn cho ổng. Là kiểu vô cái thấy cũng gọi là cũng có duyên ta. Nhưng mà lúc đó con cũng không có dám nghĩ gì hết trơn. Tại vì mình vô rồi gặp vậy thôi. Xong rồi 1 tháng sau nhận được thông tin là con đã đậu vào cái công ty đó. Và cái ngày mà con lên công ty thì con gặp ổng tiếp. Gặp nữa. Là hai đứa làm trong công ty thì từ đó mới quen nhau. Thì cái lần đó là lần đầu tiên mà con gặp ổng xong rồi có ấn tượng tới giờ. Rồi còn bé sao? Bé có ấn tượng giống vợ mình không? Con á thì trước khi mà gặp vợ con á thì con không có định lấy vợ. Con tính là làm như vậy rồi báo hiếu cho ba má thôi. Nhưng mà tới lúc mà gặp lần đầu đó thì con cũng không có ấn tượng gì hết á. Tại vì con cứ con đi làm bình thường thôi, con đi gặp team bình thường. Cũng làm xong rồi làm việc chung được gần 1 năm. Thì sau đó lúc mà công ty chuẩn bị cái mảng của tụi con chuẩn bị nghỉ á, thì chừng đó mới tự nhiên mới bắt đầu có ấn tượng. Bây giờ mình lấy cái cột mốc mà con tỏ tình với cô ấy. Không hẳn là gọi là tỏ tình. Cái bữa đó thì cũng trộm vía là hai đứa con là đi chung một cái chớp. Vợ con thì hơi mệt, đi xe đi tỉnh chút. Thì giờ con mệt thì giờ con có dựa vào con. Tại vì hai đứa cũng làm chung cũng lâu rồi thì dựa cũng bình thường. Xong cái mà không biết bữa đó dựa thì nó khác ngày thường. Xong cái cảm xúc nó kỳ kỳ đúng không? Dạ. Rồi lúc đó có lấy cái tay nắm. Dạ đó. Đúng bài luôn. Rồi mà lúc đó có mê không hay là tỉnh? Còn năm trước là con, có nghĩa là chính con giả bộ ngủ thôi đúng không? Chứ đâu đến nỗi mà ngủ gật đến độ mà dựa phải dựa vô bất kỳ một cá thể nào đúng không? Dạ, giống kiểu một phần là bữa cũng hơi mệt thiệt. Xong rồi cái trên xe là có con biết mỗi ông này thôi mà hai đứa ngồi chung. Xong cũng nhờ bờ vai nương tựa. Nhưng mà thật sự là con cũng lúc trong quá trình mà ấy là con cũng hơi thích kiểu dạng vậy. Xong rồi hôm đó thử cái lúc đó lấy hết can đảm cái thử giống như mượn một chút hơi ấm để cho cái người mình nó khỏe hơn. Sau cái ông này ông nắm tay ngược lại. Là tại vì trước giờ con không bao giờ nghĩ ông này thích con. Tại vì ổng rất là lạnh nhạt với con luôn. Ổng kêu con bằng mày tao không à. Ủa mà lý do gì mà con lạnh nhạt với một cô gái trẻ trung tài năng như vậy? Dạ thì cái lúc mà tụi con làm chung á thì lúc đó thì vợ con cũng đang có người yêu. Và con á thì lúc không nào... nghĩ là có vợ. Dạ con thì không nghĩ là vợ bà con mà những cái người bạn gái mà có người yêu thì con không bao giờ tiến lại gần. Là con luôn luôn giữ một khoảng cách hết. Thì tới cái lúc đó thì hai bạn cũng chia tay rồi. Thì lúc đó con còn không biết là sao nhưng mà tự nhiên cái cảm giác nó lạ lắm. Cô này là thế hệ Gen Z. Dạ. Thì có hợp với cái trong cái suy nghĩ của con là. Dạ cái đó cũng là một cái điểm mà con thấy thú vị giữa hai đứa con á là con không bao giờ con nghĩ mà con cưới một cái vợ con mà cái tuổi Gen Z hết. Tại vì con nghĩ là nó khác thế hệ rồi suy nghĩ khác nhau rồi nó đủ thứ chuyện hết. Tính cách của con với lại vợ con cũng khác nhau, sở thích cũng
khác nhau rồi nói chung là nói chung không có hợp, nó trái nhau hết luôn. Bây giờ bỏ những cái đó đi. Dạ. Bây giờ mình nói cái hôm mà tự nhiên mới dựa vô xong rồi nắm tay mình á, là biết là có điện cỡ bao nhiêu. Chắc cũng cỡ sấm sét. Chắc cũng cỡ sấm sét. Ủa nhưng mà con nói là con chủ động nắm tay hay là Hậu nó nắm tay con? Dạ con nắm trước xong rồi anh nó trước, chạy nắm luôn. Rồi ông mới nắm luôn. Đó, thì đó thì bây giờ mới nói cái cảm xúc đó. Rồi bao lâu thì tụi con cưới nhau? Tính từ cái bữa mà giữa đầu đó. Sau cái đêm đó thì tầm khoảng hơn một tháng là tụi con báo về gia đình và quyết định cưới nhau luôn. Chà nó lóc ao nhá. Bánh chanh luôn. Tại vì thằng bé này nó kể câu chuyện là nó không bao giờ nó quyết định là nó lấy vợ. Mới nói là bánh chanh luôn là vậy mà đó. Cứ cú giữa. À nó nghe nè, mà sao lại cưới sớm vậy? Lúc đó thì tụi con chưa có gì hết. Thầy bối bảo cưới tại vì á lúc mà hai đứa khi mà quen nhau rồi, nhưng mà một phần á là do cái rào cản tâm lý nữa cô chú. Tại vì lúc đó là con cũng mới vừa chia tay người yêu cho nên là tâm lý của con thì lúc đó đang muốn là độc thân vui tính, rồi kiểu tập trung cho sự nghiệp, xong tự từ cứu dựa thần thánh đợt đó xong cái con cũng thay đổi suy nghĩ luôn. Đúng rồi, cái bắt đầu cái con cũng thử sao mình không thử mở lòng đi chứ mình ràng buộc bản thân làm gì. Lúc đó là mắt con bị cận thì con đi mổ mắt, chồng con là cái người dẫn con đi lên, ba mẹ con lên Sài Gòn nó xong rồi chồng con là người dẫn con, ba mẹ con là qua bệnh viện rồi mổ mắt, rồi chồng con lo cho con từ A đến Z luôn, là chồng con bỏ hết công việc là đi về quê của con để chăm sóc con gỡ gần một tháng trời. Tại vì khi mà con bị mổ mắt xong là con nhắm mắt thì con đâu có làm gì được đâu. Là ba cho con hết luôn. Dạ, là ba mẹ con là lúc đó là đi làm nữa, còn ngoại con lớn tuổi nữa. Xong là chồng con là đi xuống chăm cho con hết, kiểu từ thuốc men ăn uống. Dạ. Rồi lúc đó lấy gì ăn? Bây giờ làm ăn không làm ăn gì hết trơn hết trọi đó. Em có cảm giác con bé nó kể ngày giống như nhà sản xuất chứ không phải là diễn viên nữa luôn á. Mà nó bỏ hết luôn. Thôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Mà cái đợt đó về cũng drama lắm cô chú. Kiểu nhà con không cho anh về, tại vì ngày xưa con cũng có quen người trước rồi, xong rồi con cũng mới đây cái tiện con dẫn một người khác về mà người này ba mẹ con chưa có biết làm sao hết trơn. Làm sớm sợ vậy. Cái lúc đó xin điện xin bà ngoại cho anh này về, ngoại nó không tiện mới đây mà gì tiện dắt người này người kia về gì không có chịu, quen thì quen mấy năm trời mới cho dắt về. Xong rồi con cũng buồn, anh cũng buồn, xong rồi lúc đó có ba mẹ con trên thì thấy là hai đứa cũng như thiệt tình quá. Xong cái ba con mới là thôi bấm bụng nói thuyết phục bà ngoại cho đi về. Đó. Là vượt qua được mọi thứ nào, về là chăm sóc cô gái rồi, không là... được. Sau đợt đó thì con về lại Phú Yên. Xong rồi về lại thì chắc hơn một tháng. Vậy là yêu nhau bao lâu thì cưới ta? Dạ yêu nhau chắc tầm 2 tháng cả. Lâu dữ à? Lâu quá lâu vậy. Yêu gì mà tới 2 tháng mới cưới vậy trời. Rồi giờ từ lúc cưới cho tới giờ là bao nhiêu lâu rồi? Cưới thì cưới tới giờ thì mới có 3 tháng. Nói chung là tụi này coi như là từ yêu tới cưới. Dập hồi có em bé là nó tính tháng đó chị. Đúng rồi, đi đúng tháng. Đi đúng dòng chảy, đi đúng dòng chảy. Chúng nó là không có tính bằng ngày chị ơi, mà chúng nó tính bằng tháng đó chị. Anh thấy Hậu nó hiền quá. Không biết nó có tật xấu gì không cô MC? Không phải chứ, con là một cái người hơi bị cuồng chồng hay sao cô chú? Cuồng chồng, cuồng chồng. Nghe cái câu này cưng quá cưng. Có một đợt là ổng suy nghĩ nhiều. Cái đó cũng có thể là tật xấu mà cũng có thể gọi là ưu điểm luôn. Kiểu suy nghĩ nhiều thì một người đàn ông biết toan tính cho tương lai. Còn nếu suy nghĩ nhiều quá thì nó thành gọi là những ông cụ non. Dạ đúng rồi, cái mình không có tận hưởng hết cái khoảnh khắc hiện tại được. Còn con là cái người rất là thích tận hưởng, rất là hưởng thụ. Xong rồi nhiều khi chồng con nghĩ sâu xa quá cái con trời con thấy mệt quá. Sống mà sự nghĩ chi cho nhiều. Thôi giờ mình cứ thoải mái vô tư đi. Như là chồng con làm một cái là cả nghĩ. Rồi con đợt gần nhất con giận là tối đó xong cái con đi ngủ mà ổng chơi game. Mê game. Quá trời tật xấu mà ở đâu nha. Không phải nghiện. Không phải nghiện mà là ổng có một cái nhóm bạn. Xong rồi lâu lâu các anh ngủ là chơi chung. Lâu chơi với con. Đừng có biện hộ gì. Thì mà mới lấy chồng Son, mới lấy vợ Son ơi là Son. Vẫn lý do gì mà chơi game hết trơn á. Vợ ngay đó là phải chơi với vợ chứ không có chơi với game. Rồi bây giờ nếu mà cho con một cái điều mong muốn. Đúng rồi. Để cho Hậu sẽ thay đổi. Dạ thì mong muốn như con nãy chia sẻ cái vụ mà hay suy nghĩ nhiều á đó, đừng suy nghĩ nữa. Đúng rồi. Rồi giờ tới con đó Hậu. Vợ con nó có ghen không? Đây là dạ ghen Hậu. Dữ lắm. Con kể một câu chuyện gì ghen cái coi. Đợt đó là gia đình con là chuẩn bị vô gia đình của vợ con để ra mắt. Thì đợt đó thì con có một cái shop đi tỉnh để quay MV cái nhạc, con vào vai chú rể. Ừ đó rồi thì, sao thì giờ con kêu anh nhắm mà anh đi quay được á thì anh ở với anh làm chú rể luôn đi, anh đừng có về đây nữa. Cái sắp cưới người ta mà bị đặt đi khoác đồ chú rể trước sao mà được. Đúng rồi đó cô, có đó tâm lý đó. Đúng, có đó đứng về mặt mà nhưng mà gọi là thương á em, không là cái đó là né. Nhưng mà cuối cùng là con có nhận lời quay không? Dạ không, sao con dám nhận. Bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì đấy con? Là con muốn kiểu vợ con sẽ ngày càng kiểu trưởng thành hơn, tại vì sắp có em bé rồi thì mình chững chạc hơn để mình còn chăm lo cho con và dạy con. Con muốn cảm ơn chồng. Dạ con có một món quà mà.
mà cũng hên xui tại vì đó là một bài hát. Rồi hát liền. Dạ, cái lời bài hát là giống như những gì con muốn nói chồng con. Rồi, dạ. Hát đi. Con hay kêu chồng con là my sunshine, tức có nghĩa là tia nắng trong em, là một cái người sưởi ấm trong trái tim của em. Dạ. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Người là tia nắng ấm sáng soi trái tim em, lòng em luôn ao ước sánh đôi bên anh. Và giờ em đã có anh trong cuộc đời, tình em vẫn mãi chào anh không đôi thay. Hay quá, hay quá. Có cô dâu có một cái nét hao hao giống nghệ sĩ Hồng Vân. Hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Hữu Thành, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang kinh doanh về camera quan sát. Thế còn em? Dạ, em tên là Thanh Ngân, thì hiện nay em đang là thư ký văn phòng. Dạ. Năm nay em 27 tuổi. Ủa vậy được cơ duyên nào mà gặp ta? Không lẽ đi gắn camera ở bên văn phòng đó rồi gặp? Dạ. Đúng không? Dạ. 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 Đúng lần đầu. Dạ. Đúng lần đầu. Dạ. Lúc đó thì em đang bán quần áo của trẻ em. Còn ảnh thì lên ảnh lắp cái hệ thống camera ở cái chỗ em làm. Gặp nhau có một ấn tượng gì chứ? Dạ, lúc đầu thì em cũng không ấn tượng gì về ảnh lắm. Thì tụi em nghĩ là nhân viên với nhau thôi. Thì anh cứ vô đó là chuyện của anh, rồi em làm việc của em. Ảnh chuẩn bị bắt đầu ảnh khoan thì bắt đầu em mới nhìn lên. Thì tự nhiên em đơ 5 giây luôn. Đơ 5 giây? Em không biết tại sao mà khi mình nhìn thấy cách tay của ảnh á, nó rất là chắc chắn và cảm giác nó rất là mạnh mẽ. Cảm thấy nó rất là na trong người mà cảm thấy là nó sao á. Lúc đó thì lóe lên trong đầu một cái ý nghĩ liền, mình phải cua được anh này. Tối nào cũng phải cua được anh này. Bởi vì cái ai này thế nào cũng là một người đàn ông sẽ rất là lo cho vợ con và lo cho gia đình. Từ từ. Thế là, nhưng mà lúc đó thì em nghĩ là... Cái tay ảnh, cái như tay anh à? Chắc đẹp hơn nhiều vậy. Không tin, cởi đi. Cởi đi coi có chắc chắn không. Cởi đi, mình cởi ra nè. Cởi đi. Thấy chưa, chắc chắn không? Đó. Em khoan tường sao? Cái thế em như thế nào? Thế sao? Bây giờ tả thế coi được không? Đi khoan tường thôi mà lấy được vợ thì cũng quá hay rồi. Chờ tưởng tượng đi, là cái tường này nó khoan sao? Cái thế nó sao? Tường, không lẽ thế gì? Khoan đi anh. Khoan sao đâu? Dạ, khoan là đứng hình luôn nha. 1, 2, 3 khoan. Dạ, đi như vậy thôi. Dạ, đứng gì thôi mà yêu đi. Có nghĩa là lúc đó là chồng em một tay giữ thang rồi một tay cầm cái khoan, chắc chắn là đúng không? Đó, không ngờ cái hành động khoan tường đó mà nó lóe lên ý nghĩ trong đầu của em là anh muốn khoan ảnh. Sao khoan được? Khoan vào trái tim của anh. Khoan đi chứ. Trời ơi. Chị nghĩ ra cái nghĩa quá. Xin lỗi, khoan đi. Rồi lúc đó em làm sao mà cua được ảnh? Thì lúc đó thì mình cũng là con gái mà nên cũng đâu dám thể lòng nào nói anh ơi cho em xin số điện thoại làm quen. Ảnh lại đang đi chung với một anh thợ khác nữa nên mình đâu dám xin, ngại quá. Thì em nói thôi lần thứ hai ảnh mà tới đi thì mình sẽ xin số. Thì lần thứ hai ảnh tới thì lại có một anh công ty của em ngồi ghế em. Nói rồi thôi rồi liệu này là hai chết rồi nó không xin được rồi. Nhưng mà hứa cho đồng lần thứ ba nhất quá tàm, lần thứ ba phải xin. Đúng rồi lần thứ ba anh này tới nữa. Rồi lúc đó anh đưa cho em cái tờ giấy để mà ký nghiệm thu của công trình á. Thì em ký thì bắt đầu không có ai cả, chỉ có em và anh thôi. Thì em nói là anh ơi, anh có số điện thoại không cho em xin đi, em có cô bạn gái rất là xinh để em làm mai cho anh. Lúc đó em sẽ... chắc được đó, chắc mắt trước khoái. Lúc đó thì em cũng chưa có bạn gái thật nên em nghĩ hơi kệ, mình cũng chấp nhận. Vợ em cũng lúc đó cũng nhiệt tình lắm, tối nào cũng gọi điện cho em để hỏi thăm hết á. Tại vì sau khi mà em lấy số của ảnh xong á, em về em đưa cho bạn em á. Thì em mới nhờ bạn em nói là anh này tao kết, thì làm ơn mày nhắn dặn giùm vài câu trước giùm tao để bắt cầu qua giùm. Thì bạn em cũng ok. Thì khi mà nói chuyện với bạn em thì em cũng không biết là như thế nào, nhưng mà một phần cũng tò mò tại vì đang là tầm ngắm của mình mà. Nên mình cũng gọi anh ơi, bạn em hai người nói chuyện như thế nào hợp không. Anh nói lúc đó là chỉ nói đúng 3 câu là nói về cái người bạn của em thôi, còn cả 100 câu sau là nói về hai em không. Mà nói từ lúc 10 giờ tối cho đến 2-3 giờ sáng. Vậy hả? Dạ vâng. Cái gì dữ vậy ta? Nói về chuyện của hai đứa, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Tại vì thực tế lúc đó là em đang có bạn trai. Em đang nửa muốn chia tay và nửa muốn giữ lại. Cũng tâm sự với ảnh qua lại về cái chuyện đó để coi ảnh có ý kiến coi gì không. Nói chuyện được khoảng 1 tháng thì em quyết định là sẽ tiến tới bên này. Em nói là anh Thành ơi, sau thời gian mình nói chuyện với nhau, anh cũng đã biết chuyện tình cảm của em đó. Bây giờ anh có chấp nhận một cái lời đề nghị của em hay không? Một lời đề nghị rất là nhẹ nhàng và dễ làm lắm. Thế anh hỏi là đề nghị gì với em? Thì lúc đó em nói là chỉ cần anh chấp nhận là cái bóng của em thôi. Cái bóng mà có quy tắc. Nguyên tắc gì?
Dạ, nguyên tắc của cái bóng rất là đơn giản anh, là không được chủ động nhắn tin và gọi điện cho em, em phải làm trước mới được. Cái thứ hai là không được ghen tị, thứ ba là không được đòi hỏi. Ảnh lại vâng, ảnh vâng một tiếng thôi. Ôi, chấp nhận làm kèo dưới luôn ha. Tại sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm cái là chấp nhận là cổ ở kèo trên mình kèo dưới vậy? Dạ em thấy thì vợ em lúc đó là đã thổ lộ cái tình cảm của mình rồi, đó em cũng có tình cảm và cũng có quan tâm tới. Yêu rồi thì mình mới chấp nhận như vậy đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi thì ai là kèo trên ai là kèo dưới? Dạ ảnh kèo trên nha. À vậy hả? Tình cảm nó xoay ngược. Nghĩa là hết làm bóng rồi đúng không? Dạ vâng, giờ hết làm bóng rồi. Thành 3D luôn rồi anh. Ok. Em kể lại chị cái điều ngoạn mục đó coi chi tiết. Dạ là lúc mà trước xưa khi mà còn quen á là cái gì anh cũng lo cho em 24/24 hết. Là em bị gì rồi là ví dụ là bị thương hay sao là anh cũng rất nhẹ nhàng cho em ơi. Sao mà ngốc quá vậy, cái gì làm cũng làm từ từ thôi. Thế sau này khi cưới nhau về á, sao em lì quá vậy? Anh nói em hoài sao em không nghe? Cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Tại sao mà có người ta làm thì không sao mà em làm bị. Uống ly nước mà cái thành ly cũng đặt cái răng. Thì hồi xưa lúc em còn là yêu đương á thì là cái đó anh nói với anh là cái sự gặp đẹp tuyệt vời là đi thôi. Nhưng sau khi mà cưới xong rồi thì nó lại biến thành một cái gì là một cái tệ nạn hẳn là em không thể bỏ được. Còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ anh còn tật xấu cũng nhiều lắm vậy, tại vì em sợ không đủ thời gian phát sóng thôi đó. Anh vậy nghĩ coi, mà cái gì mà ăn cơm á mà không, vợ không bới là không chịu ăn, là thà nhịn đói đi ngủ chứ không chịu đi ăn. Phải bới cơm cho phải bới cơm rồi hai chồng cùng ăn mới chịu ăn. Chứ mà kêu anh em kêu anh đi ăn một mình đi để em yên em coi phim, mà cái đó em không bới là nhịn đói. Em giữ cái đó cho chị. Em giữ lập trường cái đó, không có thay đổi. Giữ cái đó rồi cái gì nữa? Anh đặc biệt rất rất thích chó, mà cứ lâu lâu cứ nói em ơi mình mua chó đi, cứ dụ bên ngoại luôn. Đang thấy em vui vẻ, em mình mua chó đi, em mua chó mình bán có lời lắm em. Thế em mua chó gì mà bán có lời? Alaska bán có lời lắm em. Em nói thôi giờ ok được rồi, anh lập cái kế hoạch của anh đi, rồi em duyệt cái kế hoạch đó rồi em sẽ cho anh thực hiện. Thì từ ngày em nói câu đó coi như em bị gọi là cắn cái ớt á chị. Sao ấy hả? Gặp gì em ơi, cái này làm chuồng chó được nè em. Đi siêu thị em mua đồ ăn này cho chó nè em. Thấy miếng giả em mua giả này mịn lắm em, mua về cho chó nó đắp đẹp lắm nè em. Coi là em mua mình phải dọn chỗ này đi em, chó dễ nó ở này nè em. Coi là từ ngày nói là lúc nào cũng là chung anh ảnh là cũng là dành chỗ dành cho chó thôi. Hồi là em mua mình mua xe đi em. Nó mua xe gì anh? Chó. Mình SH đúng rồi anh. Mình mua xe mình chở chó. Chứ mấy xe bình thường chở chó được thì chó nó bự lắm. Nói vậy anh mua bự rồi anh chở em đâu? Thì em sau lưng anh đem chó anh chở phía trước. Nói nhưng mà em nó thích chó đâu, vậy em ở nhà đi anh chở cho đi chơi. Coi như là chở nó đi trước rồi anh sau đó mới tới được tới tiếng em á. Thôi chú quan tâm chó thôi, còn con vợ kệ. Dạ đúng rồi. Còn vợ em sao, em thấy sự thay đổi nhiều không? Về phần vấn đề mà coi phim á, hầu như chỉ coi phim kinh dị thôi. Coi phim từ 8 giờ tối đến tới 2 giờ sáng. Chị cũng vậy. Dạ. Vậy là mình biến thái sao em? Không đâu chị, bình thường chị. Giờ chị coi phim kinh dị cũng đủ đâu em. Mà phiền lắm chị, mỗi lần mà em coi phim á thì em muốn là một trời một góc, là đừng ai làm phiền hết. Mà cái tính của anh là ngủ thì muốn ôm vợ ngủ, còn em thì muốn coi là em coi mình, đừng có đụng gì tới em hết. Mà cứ tối chuẩn bị em coi á, thì bắt đầu sáp vô cho anh ôm cái đi anh ngủ. Anh ôm thì bình thường cũng nói nữa anh ơi còn anh nói gì lằng nhằng người ta nó xem coi phim hoài nọ là em bực rồi anh đi ra cúp kia nằm đi để em một mình em coi rồi mà đuổi hoài vẫn cứ sáp vô. Em nghĩ là cái cuộc sống vợ chồng á thì đến bữa ăn thì mình ăn chung, đến bữa tối thì mình sẽ ngủ chung. Thì là đến khoảng thời gian đó thì mình đi ngủ để sáng mai mình có sức mình làm. Tự nhiên mê phim hơn mê chồng đó. Bây giờ chỉ có hai cái cần thôi. Đó đúng không em? Thứ nhất á là giữ cái thói quen là hãy mà vợ mà không bới cơm, không cùng ăn cơm chung là không ăn, giữ cái đó. Hai làm một cái hợp đồng với nhau. Em đừng có mê phim kinh dị nữa. Thấy không? Bên này anh không được mê chó nữa. Khi nào ghiền quá, coi phim ghiền quá đó thì rủ chồng đi coi kịch kinh dị đi. Hiểu không? Ở đâu biết rồi gì? Em biết rồi. Quá. Muốn biết coi đâu rồi hỏi chị Vân nha. Sao cho chị Vân? Em biết rồi. Dạ. Ok. Rồi cảm ơn hai bạn. Rồi cảm ơn em. Mỗi đứa tụi tôi con heo coi, con heo hay con gì vậy? Con heo. Con heo đúng không? Trời ơi, thôi bây giờ mình khoan đoán tên, đoán tuổi đi. Mình đoán nghề đi chị. Em đoán nghề nè. Tiệm vàng chắc luôn. Dạ. Đúng không? Dạ sai. Sai. Dạ sai. Đây là của hồi môn. Của hồi môn. Ủa ta đang đoán nghề mà. Đoán nghề mà. Thì... thợ bạc đúng không? Dạ. Sai. Sai nữa thôi chưa. Thôi em không đoán luôn. Sai. Em không đoán. Thôi bây giờ thay vì đoán thì hỏi thẳng luôn. Hai bạn tên gì, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Nè, mời. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Thì con tên là Phan Trấn Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa. Nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ.
Vậy hả? Dạ. Con kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh online và bán ở nhà. À, kinh doanh dạ. online bán đồ ở nhà, dạ, bán dạ. vàng hay là bán gì nè? Em định nói. Em đang định nói. À. Con bán gì? Dạ, bán đồ ăn, bán đồ con, ăn bạc. Con tự được quyền giới thiệu về cái dạ. công việc của con để người ta biết chứ. Dạ, vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn bạc, chủ yếu là bánh tráng phơi xương. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Có mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. À, thấy chưa? Một chút mang lên luôn dạ, nghe. Dạ. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng. Ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị Một tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Đó chị Một ha. Bánh tráng phơi xương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng nhảy rong rong luôn á chị Một ha. Rồi bây giờ mời em. Khoan đã, nhiêu tuổi ta? Con nhiêu dạ, tuổi? Dạ 31 tuổi. 31. Dạ. Rồi. Mời vợ của Tránh dạ, Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con á là giáo viên mầm non nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Ừ. Rồi coi như là trên mạng hả, đúng không? Làm TikTok dạ. đồ này kia đúng không? Đúng rồi, dạ con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì con bán, sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Ừ. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua gom này hết luôn. Con mua hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc mà con đám cưới rồi ba má cho ấm mức dạ, mua mai hỏi mới cho bằng được đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa. Nhưng mà tại vì là chị biên tập nói là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? À, dạ cái này là vợ chồng của tụi con là tự sắm. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Trời nhưng ơi, dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn dạ, tiền lời rồi. Là kính biếu ba má. Hay dạ, quá. Wow. Nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết thì nó không cho con đeo vậy dạ, chứ. Có. Có dạ, hả? Có kìa, có cái lắc kìa. Thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để cặp heo, hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú Thuận, chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi. Xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi. Mà tại vì cũng mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó trọn trẻ. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thời ghét quá dạ. Được á. Về chắc mua cặp dê đeo quá. Là em tuổi dê hả? Dạ em tuổi dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa. Đó, cặp ngựa. Hai chị em mình đeo dẫn trình nhầm son ha. Rồi bây giờ hai đứa hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè. Quen nhau từ thời học sinh đúng dạ. không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau. Chú đoán vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Trời lâu lâu đúng được cái mừng dữ xỉu. Thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi. Thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau, chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính ra là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn dạ, là 19 năm. Từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Chấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói ra đó cổ cảm... sao? Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á là cái cảm giác con nó sao, nó rần rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học trước gần nửa năm rồi vợ con mới chuyển trường ra mới vào lớp của con. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vô lớp, cái vô sâu là phải dữ. Gái dữ hả? Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày, 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi, một mình nó hay là nó có bè có cánh để dạ, mà quánh với mấy chị? Mình nè, bữa đó là đang học ở trong lớp. Tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua đâu mấy người qua cái vào gọi sáp lá cài đánh là nhau. Một mình bà đánh với nguyên một vàng dạ, bài chị lớp 9 dạ. Rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá ngồi không. Trời ơi. Rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó. Dạ bữa đó là tự nhiên đi qua xong rồi lúc đó mình chuyển trường mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi với cô chú giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lợi rồi nó kiếm chuyện vậy đó, xong rồi đánh con thì con đánh lại, mà trong khi đó là hả ổng là bạn thân của mình á hả, mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè, ổng nhìn vậy nè, ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ xong đó rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán xong á cái tới cuối giờ đi về cái giả mới hỏi con chứ
nãy mày bị quýnh ở đâu vậy? Mày bị quýnh đau không? Nói rồi nãy sao mày không quýnh tao? Trời ơi, tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Ừ. Dạ, mà lúc đó là đã để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi, là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, rủ nhau đi về chung vậy đó. Mà sau này hỏi ra con mới biết là để ý từ lúc con mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này là thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Đó là ổng đó. Mất tiêu. Mà bữa đó mình con quýnh mấy người? À, con nhớ đâu như 3-4 người đó, mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó. Xong cái bắt đầu đánh con. Rồi cái bắt đầu đánh xong rồi con đánh lại xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết. Không có gì nặng hết. Dạ như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị con... chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không. Xong rồi tại vì con cũng có đáp trả đó, cho nên chắc là con nghĩ là nhiêu đó rồi cũng thôi. Xong rồi về con mát mẹ. Con mát mẹ con. Rồi dạ. Mẹ sao? Xong rồi mẹ vô mẹ kiếm. Mẹ vô tới nhà luôn, mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó. Rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp. Rồi. Dạ, rồi. Nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao. Đúng không? Dạ, rồi đến khi không? Nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô. Dạ tới giờ cũng còn. Tới giờ vẫn còn. Vẫn là mày tao luôn hả? Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con, xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó. Đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó lên có nghĩa là sao cũng phải là 6-7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học 6-7 năm. Thì lúc, ủa nhưng mà tại sao lúc đó là con biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày? Cái này cũng không biết nói sao. Con biết không? Dạ. À, tại vậy á, cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á, ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng cho mình hết á. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc, tức là ví dụ như đi về chồng con đi về đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn rủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường, mày rảnh không tao rủ mày đi ăn cái này, tao rủ mày đi ăn cái kia. Dạ xong rồi tới lúc đó là con lúc mà con nghỉ dạy á, con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin, con chia sẻ, tại vì là một cái người bạn thân với mình mà, con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn, về khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con bước ra con kinh doanh, thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con với mẹ con là bán quán nhậu. Sáng là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền, tại vì con đam mê kinh doanh, con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công, xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết, tức là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là nhắn tin á. Dạ đúng rồi, dạ như tao cảm thấy như vậy vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp, như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú, bao nhiêu nói hết trong nghe. Dạ đúng rồi, dạ bao nhiêu mình nói hết luôn, là mình không ngờ. Dạ đúng rồi, chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu, tại vì lúc đó cũng ở trên chảnh chả cũng có ghệ mà. Dạ cũng có ghệ rồi, không biết là xù khi nào đó thì không biết, là bắt đầu dạ mới quan tâm lại tới con. Nhưng mà đúng không, từ lúc mà bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con con yêu đó đúng không? Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Dạ lúc đó con làm ở công ty ngoài Bình Dương á. Cái làm cái nghề của con đó phải không, kỹ sư đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc không, lúc con bị người ta chia tay là ông chủ động chia tay người ta? Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Lạnh nhạt đó em. Dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ khác, cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ. Đó rồi bên kia chia tay luôn. Cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Đó lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi xong. Rồi sao đó, rồi mỗi lần mà người ấy chia sẻ với mình, rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào? Không, có ngọt ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay rồi đó, không có bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao? Đó, cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao? Dạ, anh thì... cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em đúng không? Hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc còn nhắn còn có ngọt ngào không? Dạ không. Cái nhắn sao? Con nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ không? Sao đâu nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn là nói là tao yêu mày. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Tới giờ vẫn còn mày tao. Tại quen rồi. Rồi khi mà nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời làm sao?
Dạ, cái lúc đó là con đang đi làm, con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, lúc đó là con thất bại rồi. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày ra đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á. Cô chú biết không, xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin vậy nè, nói tao á chạy mình tao lạnh lắm, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ hồi nào tới giờ. Xong cái vợ trở về chưa đi về nữa, hỏi mày coi phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi 8-9 giờ coi phim, chừng nào về bển nó chút hà vô coi phim. Cái bắt đầu ngủ vô coi phim, trời ơi, ta nói con đầu coi phim hài nhưng mà chả là coi phim kinh dị đó. Đúng rồi, cái chiêu đó, cái chiêu đó chị. Chiêu biết hết trơn. Đi vô coi phim kinh dị nha, con nói con nè nè sợ á, dựa vô đây nè. Con nói trong bụng trời ơi thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự thằng ngày đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà. Xong là tối khuya nhóm 12 giờ đó mà còn nhắn tin, nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ, nó hỏi mày nói gì mày nói đi làm sao. Thật ra tao yêu mày. Trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thiệt nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thôi chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó cái nội dung phim nó chiếu gì không? Dạ không. Không nhớ được. Sao mà nhớ? Chị tập trung bên này thôi. Thì đó, nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao dạ đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ, dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi. Có nghĩa là tự nhiên nó mới rước mình về xong rồi cái bắt đầu đi ăn xong đi coi phim xong rồi về. Cái nó nói mình vậy con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi. Thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi. Thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ổng quay xe nha. Ổng quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Và đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là à thì ra là ông này ổng nói thiệt. Dạ ổng nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bộ luôn. Dạ nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi, hiểu rồi. Dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu với người kia nữa. Dạ, nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau đúng không? Dạ đúng rồi, sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi mới bắt đầu là từ từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương. Chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn thì đương nhiên rồi. Dạ. Thì phải từ từ chứ. Dạ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa làm sao là yêu, lúc đó con ở trên Bình Dương. Dạ. Rồi vợ con dưới Vĩnh Long. Dạ đúng là rồi. Yêu xa luôn hay dạ sao? Đúng rồi. Lúc đó con yêu xa bao lâu? Bình Dương. Dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời. Với lại dính ngay cái đợt dịch á, con bị ở trong công ty hơn nửa năm nữa. 2 năm. Ờ. 2 năm dịch. Dạ. Đó. Ngay rồi. Kỳ thi 16 đó con ở trong công ty. Rồi khi được thả ra rồi đó, rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống dọn về ở nhau chung? Có, tụi dạ con có, tụi con có sống chung với nhau là trước dịch. Là cái năm mà bùng dịch luôn đó, là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau. Là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn, là con quyết định con đi học make up. Để mà con về á, con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên á là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn, thì chồng của con á là ở dưới Bình Dương, thì đang ở Bình Dương mới dời lên Sài Gòn chung với con luôn. Là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về. Là tụi con sống khoảng một năm, khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn, là con ở tụi sống khoảng một năm. Thì bùng dịch luôn là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó, không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Dạ. Xí anh hỏi chú hỏi cái câu này, chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha, rồi bây giờ từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm nó rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên á nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào? Và nó có lãng mạn không? Chắc hài dữ lắm. Dạ. Chứ lãng mạn gì. Hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ. Dạ. Hiểu không? Cái tự nhiên giờ hung kỳ. Dạ. Không môi đâu. Không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu. Dạ. Kể cái chắc vui lắm á. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ bữa đó đó, con nhớ là bữa đó là đưa con đi về.
Bữa đó đưa đi về, đi làm, con đi làm xong rồi rước, đợi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan. Xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà. Đưa về tới nhà cái xuống cái con kêu gọi về đi. Cái bắt đầu đứng hoài luôn mà, đứng mà dòm vậy nè, dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói, ủa con mắc cái gì mày không về, mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa. Chứ cái nói, lại nó nghe nè, lại đây nó nghe nè. Cái cậu nói, cái vụ gì thì nói đi. Lại đây, cái bắt đầu lại, cái bắt đầu á hả, chả hung một cái, bắt đầu cái đề xe lên xe hiên đi, đi về mất tiêu luôn. Mà hung má hung môi? Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Chớp nhanh luôn, chớp nhoáng. Làm mà tao nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi dạ. Môi chứ không hung giống như là hung lén á, xong phải chạy liền, nó dạ. Sợ rồi nó thay đổi ý kiến, nó quýnh dạ. Gì đó. Điều đóng dấu gì đó. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa? Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì thường nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay, mình cặp kè rồi là chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hung nhau á là nó là một cái chuyện nó rất là nó hề hước. Dạ đúng rồi, nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười, nó con thấy là giống, tại vì dạ mình biết là chồng của con á là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt là sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười, xong biết lắm về mở điện thoại ra thấy làm sao hỏi con thấy làm sao rồi con nói thấy con sao? Nói không thấy gì hết trơn, chưa kịp gì trơn, chảy mất tiêu rồi. Là nhanh quá. Dạ để bữa sau làm lợi nha. Còn bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin cũng cả đêm. Cái chưa đâu ngủ được đâu đúng không? Tê tái luôn đó. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Dạ. Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Dạ. Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ ngộ đúng không con? Đúng không? Thấy nó lạ lạ. Ừ lạ lạ. Như vậy là sau đó là hai đứa dạ. Dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng rồi. Sống chung mà có làm ăn chung không? À, dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì đi làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó. Thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy, mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Chụp hình. Thì dạ đúng rồi, chụp hình. Đó hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng lại mình bẻ. Tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ổng nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về chưa đỉnh... Tại vì tụi con không có vốn. Tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ. Tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lận. Rồi đi làm sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm cái ít vậy đó. Rồi cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có dạ. Ngăn cản gì không? À, dạ lúc đầu á thì bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là ví dụ như phải suy nghĩ cho kỹ, tại vì á từ một cái bạn á mà mình lên tình yêu thì được, nhưng mà từ cái tình yêu á mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á thì không được. Mẹ nói thí dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau, phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói á là nếu như mà mày không khéo á là coi như mày với nó không còn làm bạn được. Thì nếu như mà không ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn, tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Tại vì gần nhà cũng gần. À vậy dạ. Hả? Rồi vậy là sao? Cái đợt đó là cưới luôn hả? Hay sao? À, dạ không. Tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi. Mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi à. Dạ. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi. Tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, về tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn. Đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê. Còn chồng của con thì vẫn tiếp tục, vẫn đi làm ở Bình Dương. Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về. Tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là không có về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh đó, con đi giao ở vòng vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển.
Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ. Tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn. Làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra con dán lên hàng. Đó, tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng là hết dịch thì có hai đứa mấy bạn bè nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn. Thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn. Tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn. Là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay. Tới nay luôn. Lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm. Mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc, đó là đi làm phụ vợ mình. Đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Không có đắn đo không? Đó. Cũng có. Tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ công ty để lấy số vốn nó về. Rồi bây giờ bình trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, một bây ngày giờ hiện nè. Tại bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500, còn trời ngày nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Không lẽ giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn chứ thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á. Là một ngày tụi con nổ 5.000, 7.000 đơn. Trời sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa. Tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy. Nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra con phải làm. Con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Là con cũng sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á nó kéo, con sợ hàng xóm người phiền ta thương. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha. Rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ quá rồi. Như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Để chắc về nhà ở với nhau. Mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn hả? Dạ. Cho chồng nói trước đi. Nãy giờ nó căm hồng đó. Con nói chứ làm gì có sự ấm ức nhẹ hay sao? Đúng rồi. Chắc ở nhà chắc tại vì cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ này chủ đúng không? Dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó. Có bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Dạ, móc lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á con. Dạ, đã từng đánh đàn chị thì ở nhà có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Cho vợ con hung dữ lắm, nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa sao con luôn hả? Dạ. Thêm một cái nữa là vợ con là nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa là vợ chỉ một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự. Chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè như mà, tự tính. Dạ tự không. Tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không, rồi con cũng không thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp đó là bụp nặng không hay là bụp mà yếu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Người ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới xong nói tự với con. Mệt, đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên, rồi tự đánh chồng luôn. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai đó, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau. Cãi qua cãi lại con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bê sườn nè. Đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Binh con hay là binh vợ con? Con nói ông xuống con nói mẹ giờ nó quýnh con đau quá chắc mày đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói trời mày đi chụp đi rồi đem cái tỏ thuốc về đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ ba không biết nói làm sao tại vì mẹ quen rồi. Tối là nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì trển rồi đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho nó đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ.
Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mập? Dạ, ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh ghét mà dạ. Nhỏ lớn nổi. Đó. Rồi hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Tụi chưa con hả? Cũng đang để. Là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng á con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Rồi ủa sao? Mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hả con? Bữa nào nó cáo lên Tết đánh có đánh không? Lễ Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy nè con. Tết nhất cũng như ngày thường. Trời ơi, có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai dạ, đó? Có, lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên xách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô đòi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương dạ, quá rồi dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh dạ. Trời nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn là... được đôi mắt xúc động dạ, á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố. Thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn á, nhà chồng con á, thì ở rìa vô chút xíu chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con bính. Con bính con nói hả lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. Bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy ra không có ai ở nhà, bắt đầu hả ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu hả đùng 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 giận lên, nói con á mày á hả mày không phải là vợ tao, mày quýnh tao như là hả con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày sách xuống. Dạ cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói với con vậy đó, tự về luôn. Dạ tao tự giải quyết. Nhưng mà trải nghiệp bây giờ chú hỏi nè, tại sao chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại, tại sao con không coi như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương nó quá. Thương quá. Tại vì thương quá. Chứ cái cơn nó lên nó giọng một cái cạch là coi như xong hàng rồi, đúng nhưng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc á có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi. Cái thân trai của mình á, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết. Nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Quen rồi. Trời ơi, vậy quen nó còn cắt cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gần sao nó cắt cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Thôi nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nó tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi sao, ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè. Mỗi lần mà chat vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên. Cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Tại vì cầm đó. Không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ. Mua đồ chị chat lên mua đồ dữ lắm. Tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Đỡ con. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy, cũng nhiều lắm mà. Mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao một cục hẹn vậy, cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ, bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop gì. Vợ nó stress đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn dạ, stress vui. Không? Dạ không, nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần stress mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó, là về sẽ bình thường lại. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Hả? Rồi bây giờ rồi. Tới còn cái nào nữa không? Dạ chắc hết rồi. Tạm hết hả dạ, con hả? Ừ vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi em. Sẵn dạ. Chồng nó đang hứng thú dạ. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại. Bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cũng lấy tiền cũng con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó dạ. Kệ mua thì con cũng lấy tiền, nhưng mà dạ. Ý là vậy nè, con có nhắn với vợ con luôn, nếu mà
em bớt đánh anh lại, chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, anh quánh lại em một cái, lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm, đúng không? Dạ. Đó, con nói với nó đi. Con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt anh sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó. Thì giờ anh mong là mới mốt em mà có giận bớt đánh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Dạ. Đó, đừng đánh anh nữa. Dạ. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được mà anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thôi, thấy chưa, đó nó phải nói vậy giờ nó mới sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có thật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá à? Dạ, hiền khô rồi, vậy đó. Chồng con hiền nhưng mà thường chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc? Dạ, tính lắm. À, nhân viên nhà của con á nha, sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn, ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn. Nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn, kiếm không ra đi, nhân viên làm mất là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó. Là cọc đúng không? Dạ, cọc liền đó. Dạ, là bắt đầu ha, là ít nói lắm nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền. Nó bắt đầu hỏi là phải đi tìm, tìm không ra là trừ tiền, là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương. Đó là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với, chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi á, nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mà nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18-19 thôi. Thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời con không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó. Tại vì nhân viên là mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó, xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ nghe. Dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó, là đập đồ. Là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta. Cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó mà bắt đầu là cự lộn, là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu á hả là la là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là hả làm đùng lên mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Hey, nói gì nói làm gì ngồi con cũng ngồi im nha, tại vì con biết trời ơi chiến này không được rồi. Mình là cương lên là chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Rồi. Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt đó. Dạ. Là nó mệt lắm á nghe, lên dạ. Máu đó. Đó. Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không, hỏi thì có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Ở trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Dù gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm, ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch thì nói này nó tắm lâu này kia đang. Buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết, tưởng con vào lâu rồi, nói này nó lâu lắc này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm lâu ngủ chổng luôn. Con mới nói là con mới vô mà, chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gọi đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên, con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa hết trơn á, con đã dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày. Mẹ không tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cọc với mẹ coi như là con có tắm luôn. Đã vậy không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nó ui mày tắm cỡ không tắm cỡ chứ kiểu mày hôi mày vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó. Cọc nhất với mẹ luôn đó. Giận bây giờ thì sao? Mấy ngày á cô, hai ngày con giận mấy ngày. Bây giờ thì sao, hết chưa? Dạ hết, tại mẹ con tính vậy chứ tính nóng con tự động làm quà hay sao? Dạ con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Dễ gì không giận. Con đợi mẹ chồng con ra với cha chồng con ra, con mét liền. Con chạy theo con mét liền. À, rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy nè, mẹ đừng làm con nóng. Nói với mẹ cái câu đó mẹ mới giận. Đúng rồi, câu đó mẹ mới giận. Ông kể mà ông kể chưa hết. Ông kể chưa hết. Mẹ đừng có làm con nóng nha. Mẹ
mẹ đừng làm con nóng nha. Chính cái câu đó mà mẹ con nóng đó. Đúng rồi. Đó. Xong cái bắt đầu hai mẹ con hả, không ai nói chuyện với ai luôn. Con bắt đầu con đợi mẹ con là tại vì là mẹ chồng của con, cha chồng con là thường là tối nào cũng ra hết trơn á, ra dù cắt xài cắt cóc con làm bán bánh tráng trộn ché trộn đó, rồi bào xài rồi lặt rau răm rồi là phụ đó, cho nên đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền. Xong rồi cái bắt đầu hả, mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả, con mới nói là bây giờ á mẹ cứ vô mẹ xin lỗi mẹ tôi đi, chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn, chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả, xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ, cái con gình nha, cái con thấy mẹ con đang lau nhà, cái bắt đầu ổng đi thêm sao ổng chích tao đít vậy nè, cái em đi tới, cái em quay vô, cái em đi ra, cái nói mày xin lỗi đi, cái bắt đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con, đừng giận nữa nha. Dạ, xin lỗi thôi mẹ đó, hả? Dạ xin lỗi mẹ vậy đó. Là mẹ, chồng con chỉ chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á con. Còn như... trong nhà việc được. Nhà thì sao, có bừa bộn, có bày hày, có ở dơ gì không? Dạ không, tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Thấy con giục đồ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái thằng bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ. Ổng cũng con, bừa bộn luôn. Con mà để đây là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình, chứ mà không phải mình nóng tính rồi mình có thể thốt ra được những cái từ, tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi, mình không có rút lại được, cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt, mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được. Chứ cô hiểu rồi, có nghĩa là cọc thì cọc, nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa, con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó, đúng không? Dạ. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á, là sau này là mình hối hận thì cũng đã lỡ rồi, đúng không? Nói như mẹ đừng làm con nóng lên nha. Kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự vậy. Kiểm soát lời nói vậy đó. Rồi. Ừ, cặp này nó cũng ấy quá. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá. Nó ô, trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Đó. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay. Chúc thôi, em chúc đi. Thì chú Quốc Thượng cũng chúc cho hai vợ chồng con nha. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Mọi người sẽ bớt một chút ha. Bớt một chút. Rồi hiểu nhau hơn để mà còn có em bé nữa chứ. Dạ. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi, hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui. Dạ. Em bé sẽ đến với hai vợ chồng. Dạ. Vui cửa vui nhà. Dạ. Và làm ăn phát đạt. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn nhất. Bé Bánh đó, tên nhà là bé Bánh hoặc là bé Đơn. Vậy ha, chúc nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau.